Dạ xin mến chào anh em. Dạ rất vui được gặp lại anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ lời nói đầu tiên em xin chúc quý cô chú anh chị em trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Dạ hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2021. Em có về một phơi mai vàng, một thân một cốt rất là đẹp. Dạ muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã ủng hộ cho em clip vừa qua, rất là mau lẹ, rất nhiệt tình. Dạ hy vọng clip này anh em cũng ủng hộ em thêm nữa nha. Dạ địa chỉ tàu lạc của em là tại tổ 17 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919 755 533. Em tên Út, đây cũng là số Zalo và Facebook của em nha anh em. Chào anh em ơi. Dạ rồi xin mời anh em tiến sâu vào một cây mai vàng nha anh em, một thân một cốt rõ nét, cốt cạnh đóng tứ diện luôn, rất là đẹp. Đế là khá là đẹp nha anh em. Cây này chủ vườn chia sẻ là cây bông đẹp nha anh em, mà không thấy bông nha. Cây rất là đẹp luôn. Dạ rồi em tiến vào đo thông số cho anh em tham khảo nha, thì em báo giá cho anh em nha anh em. Giá cũng rất là dễ chơi nha. Cây này đế đẹp quá anh em ơi. Rồi em đo hai vị trí cho anh em nha. Đây em đo sát cổ đế là hoành 67 anh em, 67 đây sát cổ đế nha anh em xem nha. Rồi em đo sát chi một cho anh em tham khảo đi. Rồi sát luôn rồi, bấm vô đó luôn. Rồi sát chi một là hoành 63 nha anh em, đây căn thước nha anh em. Đó đo chuẩn hoành là hoành 65 nha anh em. Tổng chiều cao em đo hạo hạo là hồi nãy lên là 2m1 nha anh em, 2m1. Tán ngang em đo giùm anh cái tán ngang như em. Tán ngang 1m05. 1m05 nha anh em. Em dò đo giùm anh cái đường kính bầu em. Đường kính bầu 76. Đường kính bầu 76. Em đo giùm anh dài cái cốt cành cho anh em tham khảo nha. Cây rất là đăng cây nha anh em. Cành 20. 20. Em qua đây em đo giùm anh cốt cành nha. Ờ bự luôn nè. Bự dưới đây nè. À, nè em đo dưới đây nè, cốc cạnh bự dưới đây nè. Cái là cái nhánh nó đưa ra. Đây là 29. Đây, 29 nha anh em. Đó, rất là to lực nha. Bên kia luôn, bên kia kìa. Cho anh em tham khảo đi. Đây 27. 27 nha anh em. Đó. Cốc cạnh hai mấy trở lên nha anh em. 25, 27 trở lên nha anh em. Dạ cây này em cắt thủ cho anh em có hai đường chơi nha anh em. Một là anh em chơi tông cao thì anh em để nguyên vị anh em, để nguyên vị chơi. Hai là anh em cắt chơi cây tầng la đa lụng anh em. Này, tầng đa lụng anh em rút lụng xuống nha anh em. Lụng đây cũng được nữa nè. Đó. Em đứng dậy em chỉ cho chân đó cho anh em. Thấy không? Anh em rút đó nha, còn chút ngắn xuống nữa cũng được nha anh em. Rút ngắn thì rút tới đây nè. Đây nè. Đó, bấm tới đây, rồi anh em bấm cốt cành lại em nha. Đó. Nói chung em mua bán thì em cắt thủ cho anh em nha anh em. Cây này có hai đường chơi anh em. Một là chơi cây tông cao. Hai là anh em cắt chơi cây tầng đa lụng nha, rất là đẹp nha. Đó. Nhiều anh em nói Út ơi sao mày cắt chi sát phạt quá, không để cao cho anh em. Giờ rồi, quay anh em sổ dòng tham khảo nha anh em. Một thân một cốt rõ nét nha. Cốt cạnh đóng rất là đẹp luôn. Cây này nó khôn là ở trên nó có cốt cành nha anh em, không có cốt cành là em xử rồi. Rồi em dừng lại đi, dừng lại đi. Cái này mặt hậu nha anh em, đây mặt hậu đế đẹp nha anh em. Đế nói chung là nó không có bài ra như cái kia mà nó cắm xuống nha anh em. Đó cái bài ra là mấy cọng nhỏ nè, nó bài ra nha, em mặt hậu nha anh em. Rồi quay đi em. Cây này anh em thích chơi tông lùng rồi cắt cây tàng đa lùng rất là đẹp nha anh em, bao anh em mình cắt lợi rất là đẹp. Nó rút mấy cốt nhỏ dưới nha, cốt dưới là anh em cắt xuống nữa, quá đẹp luôn. Mặt tiền miễn bàn, nếu bấm anh em bấm cái này chơi cái lùng, chơi tàng lùng em bấm cái này là hết. Đó, bấm này là luôn nha anh em. Cây có đường cắt rõ nét luôn, dễ thấy lắm, dễ nhìn luôn. Mà cốt chủ trên quá đẹp rồi. Cốt chủ có tàn ở trên đóng quá đẹp, quá đẹp.
Anh em hợp nhãn thì liên hệ với em qua số điện thoại 0919 755 533 em tên Đúc, hoặc số điện thoại 077 21 367 269 tên Lanh nha anh em. Anh em điện số đó, hai số đó chỗ nào cũng được nha anh em. Rồi em đứng dậy em bấu dậy cốt cành cho anh em tham khảo nha. Rất là to nha anh em. Đó. Đây anh em. Rất to lực nha anh em. Cốt chi là bự 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 luôn nha anh em. Đó, em quay cho em một lần nữa là em báo giá luôn nha anh em. Bao anh em là cây rất đẹp nha anh em. Hoành 65 mà cái ở ngoài anh em dọn sát như 70 nha anh em. Dạ rồi, cây mai vàng. Em xin mã phép giao lưu với anh em, giá 38 triệu nha anh em. Em bao ship anh em đồng bằng sông Cửu Long nha. Anh em ở xa thì em anh em mình thương lượng phí vận chuyển và lợi nha. Còn vòng vòng miền Tây á thì em bao ship nha. Cây này phải thuê xe tải chở trong ngày cho anh em nghe anh em. Còn anh em ở xa như Quảng Ngãi, Đà Nẵng đó, em phải đóng nguyên khung sắt nha. Nó phí hơi cao thì anh em mình thương lượng phí ship lợi. Rồi em xin kết thúc video nha. Dạ, cuối clip em xin chúc toàn thể anh em xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Anh em thấy hay thì xin tình nhắn cho em một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ nha anh em, để em có động lực sưu tầm những cây phô mai đẹp để phục vụ anh em nha. Cây rất đẹp anh em, bao anh em là cây ở ngoài đẹp hơn trong hình anh em. Quạnh 65 mà có 38 triệu à, anh em nghĩ đi. Em mua rẻ, em bán rẻ nha anh em. Rồi em xin chào anh em nha anh em.